Tại Hội nghị Trung ương 4 khóa 12, Đảng ta đã thẳng thắn chỉ ra 27 biểu hiện suy thoái đang tồn tại trong cán bộ đảng viên cần chấn chỉnh. Đây là hoạt động thường xuyên nằm trong hệ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng chỉnh đốn đảng. Thế nhưng, không ít kẻ đã phùng mang trợn mỏ chỉ trích. Đây là cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản, là hành động giả dối lấy lòng dân. Tôi có tìm hiểu về lịch sử của Đảng ta thì tôi chưa thấy trong thực tiễn là có một cái khái niệm thanh trừng nội bộ trong Đảng. Do thực tiễn mà chúng ta đã có một bộ phận cán bộ đảng viên thái hóa biến chất, cơ hội chủ nghĩa và tách ra khỏi Đảng và đứng trước những khó khăn thách thức của Đảng thì là đứng ngoài cái cuộc đấu tranh này, thì cần phải có một cuộc đấu tranh trong nội bộ để mà giải quyết bằng được cái mặt tiêu cực đó ở trong Đảng. Trên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đó là một cuộc chiến đấu khổng lồ, đó là một chiến đấu khó khăn và đau xót, nhưng vẫn phải làm bằng được để Đảng ngày càng trong sạch và vững mạnh. Cho nên khái niệm thanh trừ không khó trong lịch sử của Đảng ta. Đáng tiếc, từ những thông tin bịa đặt xấu độc trên, có một số cán bộ đảng viên đã suy nghĩ giản đơn, sử dụng chính những thông tin đó để chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội hoặc tán phát thông tin trong cộng đồng kiểu câu chuyện làm quà, gây dư luận xã hội không đúng về lãnh đạo Đảng, nhà nước. Thời gian qua đã xuất hiện một số cán bộ đảng viên dùng mạng xã hội và thông tin di động phát tán thông tin xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín lãnh đạo, gây chia rẽ nội bộ. Trong đó, có người từ chỗ viết bài đăng tin, thông tin phản biện xã hội đã bị kẻ xấu lôi kéo, kích động, trở thành đối tượng chống phá Đảng, nhà nước theo kiểu hóa mù ra mưa. Nhân dân Việt Nam cực lực phản đối các luận điệu trên và đồng hành cùng Đảng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên hết lòng vì dân, trung thành với lý tưởng Cộng sản và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong các tầng lớp nhân dân thì cũng do các điều kiện thế này đi quyền thế khác, có nơi là người ta nhận thức rất đầy đủ cái trách nhiệm vai trò của mình, nhưng có nơi là người ta còn có cái tâm lý ý lại, có lực lượng quân đội, có lực lượng công an rồi, mình chỉ lo cái nhiệm vụ sản xuất là được. Không phải như vậy. Vì vậy mà ở dưới các cơ sở thì việc tuyên truyền giải thích để cho bà con nhân dân hiểu được cái vai trò trách nhiệm của mỗi một người dân trong cái chuyện là góp phần đấu tranh đối với các cái thế lực âm mưu, thế lực thù địch này kia rất quan trọng. Mà cái đó khi mọi người đã có thống nhất với nhau rồi thì cái sức mạnh đoàn kết nó tạo ra một cái lực lượng rất là hữu hiệu. Có thể nói, thành tựu cách mạng của dân tộc Việt Nam gần một thế kỷ qua là thành tựu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết trên dưới một lòng đi theo Đảng, đi theo con đường giải phóng dân tộc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ. Thành quả đó được xây đắp bởi sự hy sinh của biết bao thế hệ người Việt Nam quên mình dâng hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Chính vì thế, chúng ta phải khẳng định đấu tranh chống các luận điệu phản động, phá hoại sự ổn định của đất nước, bảo vệ sự bình yên của từng gia đình là trách nhiệm của toàn dân.